Thưa quý vị, Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông. Đó là ngày hôm nay 21 tháng 11. 2021 cũng là năm thứ 9 Việt Nam tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông với chủ đề của năm là tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra chủ đề này không chỉ đơn thuần là lời kêu gọi mọi người cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của những gia đình có người thân ra đi vì tai nạn giao thông. Song song đó còn là lời nhắc nhở mỗi người thêm trân trọng cuộc sống, cùng góp sức tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng. Trong hồ sơ tai nạn giao thông, nạn nhân tử vong đa phần là nam giới. Điều này đồng nghĩa nhiều trụ cột trong gia đình đã mất. Và đằng sau mất mát đó là nỗi đau, là những khó khăn chồng chất trong gia đình. Từ khi đứa con trai út mất vì tai nạn giao thông, cuộc sống của bà Lê Thị Bích, một trong những hộ nghèo ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, càng thêm chật vật. Giờ đây, chỉ còn lại bà và hai người con bị di chứng chất độc da cam. Ngày anh mất, trên đường đi làm về, trên tay còn xách một phần thịt gà, một phần xôi mang về cho mẹ và anh chị. Cậu Út này cũng đi làm lụng rồi cũng như là phụ tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới rồi đi gấp đá. Rồi thì rảnh rỗi thì đi tưới tắm, rồi vườn tược cho người ta, rồi đem tiền về để lo cho anh chị bệnh, rồi lo cho bà già. Cho nên là cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn. Hôm đó đi là phụ xong người ta cho bịch xôi với lại bịch gà, hai tay xách về tới đó bị tai nạn văng ra đường. Coi như là thấy tội lắm. Bà con ai cũng nói thấy tội. Bệnh nhi Nguyễn Lê Bảo Long, sinh năm 2020, may mắn thoát chết khi chiếc xe ô tô do một tài xế say xỉn cầm lái đã cuốn cháu vào gầm lúc cháu đi cùng mẹ. Nhập viện từ ngày 24 tháng 10, bé Bảo Long dự kiến xuất viện vào tuần tới. Tối là em chở bé đi mua đồ ăn tối. Ảnh chạy thuận chiều của ảnh, em thì em chạy thuận chiều của em. Rồi ảnh thì chạy xỉnh quá, tông vô hai mẹ con em. Cho nên là bị cuốn vô, bé nó bị cuốn vô cái gầm xe. Nó lún xuống cái dũng sình. Rồi em hô cho người ta lại, người ta dỡ cái gầm xe lên. Rồi đặng em ẵm nhóc. Rồi vợ của ảnh đi chở hai mẹ con em đi qua cấp cứu. Rồi chở lên đây chụp CT cái đầu cho bé. Rồi trên này bác sĩ kêu nhập viện luôn. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người Việt Nam. 10 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 8.969 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, 10 tháng năm 2021 xảy ra 314 vụ tai nạn giao thông đường bộ, là 155 người chết và 205 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 168 vụ, số người chết giảm 25 người, số người bị thương giảm 213 người. Những năm gần đây, tai nạn giao thông đã giảm nhiều, song nhìn ở góc độ tính mạng con người là trên hết. Hơn 8.000 người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong 10 tháng vẫn là một con số khủng khiếp. Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông không chỉ là để tưởng nhớ người đã khuất, để chia sẻ nỗi đau với gia đình có nạn nhân đã mất vì tai nạn giao thông. Sâu xa hơn, ngày tưởng niệm này nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm của chính mình thông qua thông điệp: hãy vì niềm thương cảm những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống.